Vâng, em lại lên tiếp một con máy massage của hãng Techcom nhé. Con này cũng thuộc dạng siêu châu bò siêu VIP luôn. Siêu châu bò siêu VIP luôn. Những con này nó nặng, nặng siêu VIP. Rồi, ok. Con này thì mọi người ấy thường thường nó hay bị gãy một cái chân này nhé. Đấy, nó còn cái chân này kiểu này này. Đấy, nó hay bị gãy thế. Đây, công tắc nguồn đây nhá. Đấy. Rồi, ok, em sẽ test qua cái máy cho các bác xem nhé. Vì những cái dòng máy này em đã cũng bán nhiều rồi, nhưng mà em vẫn cứ test nhé. Đây, đầu tiên là xem nào. Đấy, ấn này để chạy này. Không phải ấn này để chạy đâu. Rồi, em sẽ rồi, ấn phát thứ nhất này. Đấy, là để nó chạy này nhá. Sau đó đảo. Rồi, đấy, tiến lên. Đấy, đạp xuống nhá. Đấy, tăng này. Đấy, tăng giảm, tăng tăng. Đấy, luân hồi luân phiên nhau nhá. Đấy, úi giời, úi giời, sướng chưa. Con này thì nó lại có cái chế độ lăn nhá. Đấy, nó chế độ lăn của nó thì làm sướng cái bàn chân. Úi giời, nó phê gọi là siêu phê luôn nhá quý vị nhá. Đấy, đây mình thích vừa phải thì vừa phải thôi, để bóp 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 nhá, để đó bóp này. Ồ, sướng chưa. Ai mà có cái bàn chân mà đi mà cảm giác tê bì hay gì mà dùng con này thì sướng luôn này. Đấy, rồi mình đang thích không thích trước thì mình lại bóp để nó quay ngược lại này, thấy chưa. Đấy, chế độ nhiều chưa. Rồi, ok, để tăng lên cho sướng nhá, cho nó phê. Rồi, ok, bây giờ em sẽ chuyển sang nút này xem nút gì nè. Wow, đấy, đang ở số 1 này nhá. Đấy, bóp từ từ này. Đấy, một cái chế độ bóp từ từ luôn. Đó, rồi xem nó là sẽ hoạt động như thế nào nhá các bác nhá. Vừa lăn vừa các kiểu này. Đấy, rồi, ok. Đấy, bóp rất phê nhá, bóp từ từ, cảm giác như là giống như bóp này, giống như tay mình nó bóp. Đấy, giống tay mình bóp nó uốn éo. Đấy, đấy, lại tăng lên số 2 rồi nhá. Lại bây giờ sẽ bóp nhanh hơn, tức là nó là ngẫu nhiên các bác nhá. Rồi, ok, cái đây ngẫu nhiên rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bên này, nó sẽ nhà đang chuyển sang ngày một lúc thì nó vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đó, rồi nó dừng lại. Nó đảo ngược lại các bạn, nó đảo ngược lại so với lúc nãy. Rồi, ok, đấy, rất nhiều các chế độ. Lại đảo ngược lại tiếp, tức là đảo đi đảo lại. Con này có rất nhiều chế độ làm cho gọi là mình rất là phê nha các bác nhá. Rồi, ok. Ủa, đấy, bàn chân này, gan bàn chân này của mình nhá, là đi lại rồi đi đứng các kiểu nhá, là nó bì ở dưới này quý vị này. Đấy, cho nên là có những cái con lăn dưới này quý vị nhìn này, con lăn đây nhá. Đấy, nó có một con lăn rất nhỏ ở đây làm cho lăn qua cái gan bàn chân này này, và tạo cái độ massage và nó thư giãn, là cho cái mạch máu nó lưu thông nhá các bác nhá. Đấy, rồi các bác thích nó lăn ở chỗ nào các bác lùi cái bàn chân chỗ đấy cho em. Ui, rất là phê luôn nhá. Rồi, ok, con này thì mọi lần em vẫn bán 850 thì hôm nay em vẫn cứ để 850 cho các bác nhá. Đấy, các bác nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị lưu ý nhé, cái này của nó là điện 100V nhé. Đấy, cắm điện 220 là hỏng luôn nhé quý vị nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.